mang trong mình nhiệt huyết dồi dào của tuổi trẻ, một khát khao xây dựng nên một doanh nghiệp vận tải chuyên nghiệp với tư duy đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, không ngừng đặt ra cho mình những thách thức mới. Những con người của Tân Hồng Hà cùng với lý tưởng chung, họ đã bước đến bên nhau, kề vai cùng nhau bước trên con đường khởi nghiệp rất nhiều khó khăn nhưng cũng đầy niềm tự hào. Trên con đường 17 năm đó, họ đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, biết bao đam mê, khát vọng. Con đường ấy đã ghi dấu những nỗ lực của họ, không ít lần thất bại nhưng vẫn không ngừng khát khao, không ngừng ước mơ và cả những ánh sáng lấp lánh của thành công. Được thành lập vào tháng 1 năm 2000, với xuất phát điểm ban đầu là một trụ sở duy nhất tại Hà Nội với gần 20 cán bộ công nhân viên và chưa tới 20 đầu xe, số lượng khách hàng còn ít ỏi. Trong khoảng thời gian khởi đầu đó, rất nhiều khó khăn thách thức được đặt lên vai tập thể ban lãnh đạo, thành viên sáng lập công ty. Về khách quan, đó là cơ chế chính sách, hành lang pháp lý đối với các doanh nghiệp tư nhân. Về chủ quan, đó chính là khó khăn về nội lực như nguồn tài chính còn ít ỏi, cơ sở vật chất còn hạn hẹp, nguồn nhân lực quá mỏng với kinh nghiệm làm việc còn nhiều hạn chế. Kể từ những cái ngày đầu thành lập công ty Tân Hồng Hà vào những năm 2000 cho đến nay, ngay từ khi thành lập ấy, thì chúng tôi cũng đã có một cái định hướng rất rõ ràng cho cái dịch vụ kinh doanh của mình, đó là làm sao mà mình cung cấp cho khách hàng một cái dịch vụ tốt nhất. Khách hàng của chúng tôi cái ngày đó thì chủ yếu mục tiêu là các khách hàng, các công ty nước ngoài, các tập đoàn, các văn phòng đại diện nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam. Phải nói là cái thời kỳ đầu thì rất khó khăn. Cái thị trường lúc đấy là rất là về xe, ô tô cũng rất là khan hiếm. Rồi các cái dịch vụ về tài chính ngân hàng cũng rất là eo hẹp. Nên mặc dù thì khách hàng khi mà, ngay kể cả từ khi mới thành lập ra thì chúng tôi cũng đã thu hút được một cái lượng khách hàng tương đối là tốt. Thế nhưng mà có nhiều lúc là mình còn không đáp ứng được cho khách hàng của mình. Lúc đấy là mình có khách hàng hợp đồng ký rồi nhưng không tìm được xe, không mua được xe. Đấy. Lúc mình có tiền thì không có xe, lúc mình có xe thì lại không huy động được vốn. Đứng trước tình thế thách thức như vậy, người sáng lập của công ty, ông Từ Gia Lâm đã xây dựng tầm nhìn tương lai của doanh nghiệp, đưa ra những quyết sách chiến lược để thực hiện tầm nhìn đó. Với định hướng ban đầu là tạo sự khác biệt và mang lại dịch vụ tốt nhất đến với khách hàng, từ đó xây dựng nên một thương hiệu vận tải có chỗ đứng trên thị trường.
qua gần 20 năm, tính đến năm nay là năm thứ 17, thì phải nói là toàn thể cán bộ công nhân viên công ty chúng tôi là cũng rất là nỗ lực. Anh chị em cán bộ là rất nỗ lực, rất quyết tâm, luôn luôn cố gắng hết sức để hoàn thành cái công việc của mình. Cùng với sự lớn mạnh về quy mô của công ty, yêu cầu về trình độ của đội ngũ cán bộ nhân viên trong công ty cũng đòi hỏi phải được nâng cao. Nắm bắt được điều đó, đội ngũ lãnh đạo công ty luôn có những giải pháp phù hợp với từng giai đoạn để đào tạo một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp đáp ứng tốt các yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Từng bộ phận trong công ty trở thành một đòn bẩy quan trọng giúp cho công ty Tân Hồng Hà trở thành một thương hiệu uy tín và có tính cạnh tranh cao trên thị trường vận tải hiện nay. Đến bây giờ thì phải nói là chúng tôi cũng có những thành công nhất định. Công ty chúng tôi là có đến hơn 400 cán bộ công nhân viên và số lượng xe hiện nay là hơn 300 xe hoạt động ở trên, phải nói là khắp các miền của Tổ quốc, từ miền Bắc như Hải Phòng, như Thái Bình, Hà Nội thì là đương nhiên Hà Nội đó là trọng điểm, rồi Thanh Hóa, miền Trung, rồi Đà Nẵng, rồi Nha Trang, rồi Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Tân Hồng Hà có một hệ thống nhà xưởng hiện đại với đội ngũ thợ kỹ thuật lành nghề và chuyên nghiệp. Tân Hồng Hà có một đội ngũ nhân viên lái xe được đào tạo bài bản về nghiệp vụ, phục vụ nhiệt tình, chu đáo, có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh tốt. Bên cạnh đó, cùng với tiềm lực tài chính dồi dào, công ty Tân Hồng Hà có thể đáp ứng một cách tối đa các yêu cầu của khách hàng về chủng loại xe cũng như về chất lượng dịch vụ. Công tác xã hội với tiêu chí chăm lo cho chính nhân viên của mình, ban lãnh đạo công ty cũng luôn quan tâm tới cuộc sống và tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho từng cá nhân người lao động. Đời sống của cán bộ công nhân viên trong công ty ngày càng được nâng cao, đặc biệt đối với mỗi dự án tại các tỉnh thành, công ty đã tạo được công ăn việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương, góp phần tạo sự phát triển chung của toàn xã hội. Tất cả những điều chúng tôi đã và đang có đều bắt đầu từ những thử thách. Nhưng đây là nơi chúng tôi tìm thấy những điều tốt đẹp nhất mà thương hiệu Tân Hồng Hà từ điểm khởi đầu đã luôn hướng tới. Vững niềm tin, xây giá trị. Cái thành công của chúng tôi, theo quan điểm của tôi thì đấy chính là cái niềm tin. Cái niềm tin mà chúng tôi xây dựng được từ khách hàng, với khách hàng đối với chúng tôi. Niềm tin từ cán bộ công nhân viên trong công ty đối với ban lãnh đạo, niềm tin từ các đối tác đối với công ty chúng tôi. Mười mấy năm chúng tôi làm việc, mười mấy năm chúng tôi xây dựng, toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty chúng tôi là ai cũng vậy, mỗi người đều phải cố gắng nỗ lực. Và một cái đặc biệt nữa là cái khối đoàn kết trong nội bộ công ty chúng tôi đã được xây dựng trong nhiều năm qua, và chúng tôi sẽ phải duy trì cái khối đoàn kết đấy. Nó chính là sức mạnh để chúng tôi tiếp tục phát triển. Trong thời gian tới đây, ngay đầu năm 2018, thì chúng tôi cũng sẽ đưa ra thị trường một cái gói dịch vụ mới. Chúng tôi gọi là Lasca, tức là chúng tôi sẽ thành lập một cái đội xe sử dụng chủ yếu là các dòng xe sang trọng như là Lexus, như là Mercedes, như là BMW để cung cấp cho các khách sạn 5 sao, 4 sao trên thị trường và cung cấp cho các cái cơ quan đại sứ quán, cho các cái công ty, cái tập đoàn nước ngoài mà người ta có cái nhu cầu sử dụng cái dịch vụ cao cấp hơn hiện nay.
khi niềm tin, sự tâm huyết, ý chí kiên định và tinh thần sáng tạo được cộng hưởng và kết tinh. Hành trình gần 2 thập kỷ qua của cán bộ nhân viên công ty Tân Hồng Hà đã hiện thực hóa được những mong muốn ban đầu khi xây dựng thương hiệu. Tân Hồng Hà đã thực sự trở thành một mái nhà thân thương để mọi người chung tay gây dựng và cùng lan tỏa niềm vui. Tân Hồng Hà đã, đang và sẽ tiếp tục khẳng định thương hiệu của mình trong dòng chảy hội nhập phát triển của nền kinh tế nước nhà.